Cô chào các bạn học sinh của trường tiểu học Trung Nhất. Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt với chủ điểm 1 đó là em đã lớn hơn. Bây giờ thì cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu vào bài học đầu tiên nha. Bây giờ, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu bài đọc Bé Mai đã lớn. Các em hãy mở sách giáo khoa trang 10, quan sát tranh và cho biết trong tranh có những ai, mỗi người đang làm việc gì. Em hãy chia sẻ câu trả lời với bố mẹ nha. Để biết rõ hơn trong tranh có những ai và mỗi người đang làm việc gì, bây giờ cô trò ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài Bé Mai đã lớn. Chúng ta sẽ cùng nhau vào phần luyện đọc. Bây giờ các em sẽ mở sách giáo khoa trang 10 và 11 để theo dõi cô đọc bài nha. Bé Mai đã lớn. Bé Mai rất thích làm người lớn. Bé thử đủ mọi cách. Lúc đầu, bé đi giày của mẹ, buộc tóc theo kiểu của cô. Bé lại còn đeo túi xách và đồng hồ nữa. Nhưng mọi người chỉ nhìn bé và cười. Sau đó, Mai thử quét nhà như mẹ. Bé quét sạch đến nỗi bố phải ngạc nhiên. Ồ, con gái của bố quét nhà sạch quá, y như mẹ quét vậy. Khi mẹ chuẩn bị nấu cơm, Mai giúp mẹ nhặt rau. Trong khi mẹ làm thức ăn, Mai dọn bát đũa, xếp thật ngay ngắn trên bàn. Cả bố và mẹ đều vui. Lúc ngồi ăn cơm, mẹ nói, bé Mai nhà ta đã lớn thật rồi. Mai cảm thấy lạ, bé không đi giày của mẹ, không buộc tóc giống cô, không đeo đồng hồ. Nhưng bố mẹ đều nói rằng em đã lớn. Theo tiếng Việt 2, tập 1, 1988. Với bài tập đọc Bé Mai đã lớn này, được chia thành 4 đoạn. Đoạn 1, từ bé Mai rất thích làm người lớn cho đến mọi người chỉ nhìn bé và cười. Đoạn 2, từ sau đó cho đến y như mẹ quét vậy. Đoạn 3, từ khi mẹ chuẩn bị nấu cơm cho đến bé Mai nhà ta đã lớn thật rồi. Đoạn 4, từ Mai cảm thấy lạ cho đến em đã lớn. Sau khi nghe cô đọc bài xong và cô cũng đã chia bài thành 4 đoạn, thì bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau tìm các từ khó đọc nha. Cách chú ý vần A chờ ách âm cờ. Buộc tóc. Buộc chú ý vần U ô cờ út. Tóc chú ý vần O cờ ốc. Túi sách. Túi chú ý vần U y ui. Sách chú ý vần A chờ ách âm sờ. Các em hãy đọc lại cho ba mẹ mình nghe đi nào. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng luyện ngắt câu dài. Câu thứ nhất, bé lại còn đeo túi xách và đồng hồ nữa. Câu thứ hai, bé quét sạch đến nỗi bố phải ngạc nhiên. Câu thứ ba, nhưng bố mẹ đều nói rằng em đã lớn. Các em hãy đọc lại các câu dài này với bố mẹ đi nào. Trước khi chúng ta bước sang phần luyện đọc hiểu, thì các em hãy đọc lại bài Bé Mai đã lớn cho bố mẹ cùng nghe nha. Sau khi đọc xong bài Bé Mai đã lớn, từ nào em chưa hiểu nghĩa, em có thể viết ra để hỏi lại thêm với bố mẹ. Bây giờ thì
Cô sẽ gợi ý cho em một số từ ngữ trong bài nha. Từ đầu tiên, ngạc nhiên, có nghĩa là lấy làm lạ, hoàn toàn bất ngờ. Y như, có nghĩa là giống như. Nhặt rau, đây là hình ảnh các bạn đang nhặt rau. Ở nhà em có nhặt rau phụ mẹ không? Ngay ngắn, được xếp ngay ngắn gọn gàng. Đây là hình ảnh việc xếp chén bát ngay ngắn nè các em. Bây giờ các em hãy đọc thầm lại bài một lần nữa để trả lời các câu hỏi này với bố mẹ nha. Câu hỏi thứ nhất, bài đọc nói đến ai? Lúc đầu, bé Mai đã thử làm người lớn bằng những cách nào? Nêu những việc làm của Mai được bố mẹ khen. Các em hãy đọc lại và trả lời cho bố mẹ nha. Sau khi đọc bài và trả lời câu hỏi với bố mẹ, bây giờ các em hãy cùng dò lại đáp án với cô nha. Bài đọc nói đến ai? Quan sát lại bức tranh đầu tiên. Ta thấy bên tay trái đó là mẹ của bạn Mai, kế bên là bố của Mai và cuối cùng là bé Mai. Câu 2. Lúc đầu Mai đã thử làm người lớn bằng những cách nào? Các em quan sát hình ảnh. Đó là đi giày của mẹ. Giày của mẹ to hơn mà chân bạn thì nhỏ, cho nên cái phần giày nó có dư ra nè các em. Buộc tóc theo kiểu của cô. Đeo túi xách và đồng hồ. Câu 3. Nêu những việc làm của Mai được bố mẹ khen. Con thấy hình ảnh bạn Mai đang làm gì đây? Hình ảnh này cho thấy bạn Mai đang quét nhà. Ngoài ra, bạn còn giúp mẹ nhặt rau, dọn bát đũa, xếp ngay ngắn trên bàn. Vậy ở nhà, con đã làm được những việc gì giúp đỡ bố mẹ rồi? Con hãy kể lại với bố mẹ đi nào. Sau khi đọc và tìm hiểu bài Bé Mai đã lớn, những việc mà bạn Mai đã làm giúp em lớn hơn trong mắt bố mẹ. Các em ơi, trong thời gian nghỉ hè vừa qua, các em ở nhà đã làm được những việc gì giúp đỡ cho bố mẹ, ông bà của mình? Các em hãy kể lại hoặc là viết lại ra giấy như nào. Sau bài đọc Bé Mai đã lớn, em thấy bạn Mai là cô bé như thế nào? Và em đã học được gì từ bạn Mai? Hãy nói với bố mẹ của mình đi nào.
Chúng ta chuyển sang phần cùng sáng tạo, tạo những hoa chăm chỉ. Đầu tiên các em sẽ chuẩn bị giấy, kéo, keo và bút. Bước 1 các em sẽ cắt từ tờ giấy ra những cái cánh hoa. Sau đó các em sẽ ghi những việc các em đã làm ở nhà lên những cánh hoa. Sau khi ghi xong, các em sẽ dán những cánh hoa đó vào nhị hoa để tạo ra những bông hoa chăm chỉ nha. Thank you.